Đó. Bây giờ là ủa cả nhà này ra ra chơi nữa rồi đó hả? À cái anh trai này là cái anh trai hồi bữa tắm với chay nè. Giờ là ra tao tắm nữa nè, con chú nhớ cái anh trai này không? Hello. Hai không cứ đâu yêu. Đó, giờ anh trai rồi, anh trai bơi nữa nè. Trời ơi, thấy anh này tắm mới chạy vô thay đồ, mẹ ơi con muốn đi ra tắm. Chay nó nói lạnh lắm á, cái anh nó nói đâu có lạnh đâu. Anh nó nói ta thích lạnh mà. Trời ơi. Chị đi, he doesn't like it, so don't do it. Anh đó nói hả dừng lại đi, anh không có thích bị tạt nước. Cái Ngọc mới nói chay là anh mẹ nói nha, con anh không thích thì con đừng có làm. Chị đi, đóng đú đi, đóng đú rồi chị đi. Chị đi, stop it. Chị đi, trời con nó lì kìa. Jay, don't do it. He's not gonna play with you if you keep doing that. JD, he says stop. Trời ơi. Anh nói hả tại sao anh tại sao em lại làm như vậy? Anh đã nói là dừng lại rồi mà. Trời ơi, có anh đó tắm chung cái là mặc đồ sexy liền ha. Mỗi lần có anh đó là mặc đồ hả cái gì đó, hồi bữa mặc cái váy màu đỏ, giờ mặc cái đầm hay dây hay mảnh gì kia là cũng dữ. Đây nói chung là vậy thôi, thấy thấy nít lặn khoái lại chơi lắm mà bà không có dám đi ra xa, thấy không mọi người, thấy không, bà là bà không có dám đi ra xa, mặc dù có chú kia đứng ngoài xa đó chứ, nhưng mà bà không dám đi. Phải đứng vòng 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 ở trong mà bà sợ, bà không khôn lắm chứ không phải giỡn đâu. Trời ơi, bà sợ ra ngoài bà chết học dưới ngoài rồi sao. Giờ là nãy giờ ghế không ai ngồi, giờ lại dành ghế ngồi có được không? Giờ có hai cái ghế đưa cho đứa con cái Jade. Yeah, rồi lại ghế ngồi, lại ghế ngồi để khỏi ngồi, ngồi để khỏi ngồi dưới đất. Remember. Yeah, because you slashed him earlier. So now he gets you back. It's fair. Yeah, trời ơi. Tạt nước người ta đã, cho anh ta tạt lại, chạy vô mẹ ơi, anh tạt nước con có được không? Đâu có thể nào có chuyện đó xảy ra được. Cộng nói là ai mượn con tạt anh chi, giờ anh tạt lại, đó là cái điều mà công bằng và dĩ nhiên thôi. Bà chạy đi. Em nó tạt ta đó. Các bạn thấy Mỹ không? Nó tắm ở trong cái gần gần vậy thôi mà cũng đeo cái phào, áo phào vậy đó, mà có quá trời người ngồi đây để canh nó luôn á chứ, cẩn thận đó chứ. Trời ơi, nó kéo con ta ra. Chỉ đất kìa kìa. Go back. nó kêu anh nó đi xa quá, đi vô lại đi, nó kêu go back. Có được không? Gặp cái con này nhát nữa.
Bà con quay xào dân chơi với quay nhát cái nha. Ngồi nãy giờ ngồi chầm hởm như này quay cầm máy quay nãy giờ muốn tê chân luôn. Ơ trời ơi. Oh no slashing. Trời ơi, nó nói à, anh dừng lại đi, đừng có tạt nước nữa, đừng ấy. Đập nước nữa, nó ghê nó không. Còn khi mà nó làm ta, người ta kêu dừng lại, nó không làm, nó không dừng. Ớ ngăn bà thì đi. Anh đâu? Anh kìa. Ừ, nó quay qua nó hỏi, nó nói hả, anh đâu? Rồi chạy la mét. Chuyện gì? À, anh làm bubble hả? Ờ, nó nói anh làm bọt á, anh làm ấy là nó nói anh là đập chân dưới nước á. Stop it. Cái thằng bé đó nó mới vừa đụng dây cái mẹ nó nói là không được đụng. Mấy cái đụng chạm ở đây cũng mấy cái đụng chạm đó bên đây cũng khó lắm mà mọi người. Come on. JD, come here. Okay, come and get your shoes. JD, why are you blocking him? Good job. JD. Come here. Con này chơi cũng cắt cớ lắm chứ không giỡn đâu nha. Come here, little brat. Come here. Mang giày vô con, cho mang giày vô. Put your shoes on. What did she just say? OS. Oh. Yeah, it was shoes. Oh, shoes. Did she say that? Yeah, she said no shit. Oh my god, JD. Sit down. Sit down. À, mới mang giày đó cô chú. Mới mua giày đó, mang giày rồi đó. Giờ có chân là khỏi sợ bị đứt chân hay khỏi sợ bị khỏi sợ bị dính bùn, dính sình vô ngón chân nữa rồi. Whistle. Yeah, right. JD, you wanna go on a boat ride? No. Bây giờ chị nói cho mẹ nghe nè. Đừng. Không có được đi ra. Chị nói. Vậy cô muốn đi ra hả? Cô muốn đi đâu? Đi đâu? Muốn đi cô phải không? Ok, bây giờ chơi nói cho mày nghe. Hồi sáng dậy chạy chơi gì rồi? Chơi. Ooh, wow. Here, look. Oh, look at the girls. Oh, wow. Yeah. That's nice. That's pretty cool. Pretty neat. Hello, DJ. I did the same thing with Jady with the float. Yeah, the float. And she right. Bông con hả? Mango. Yeah. I wouldn't mind if it was me and my daughter, not my niece.
daughter going in the canal. Say hi. On a chill day. Hi, how are you guys? You say hi? Hi. You two are the same age. Yeah. You and Avery. You say hello. Don't lose your noodle. You don't get out here. It's not shallow for you. Don't get out. You don't get out here. You want me to take you back to the beach? Yeah, you want to see Jay? Oh, she, because the boat's tilted, so she wants to readjust and look. Oh, yeah, let me. Oh, I'm sorry. Let me readjust it. Okay. Okay. Got it? All right. Where's Jay? Okay, here's you can Jay. See Jay now. You okay, honey? Is that funny? Hi. Where's Auntie? Oh, yeah, hold on to that. Where's Auntie? Yeah, hold on to that. You don't get up without help. Yeah. Avery, not by yourself. No, she got to hold on to that, so she's not going to flow away, JD. Yeah. Hold on. Give her a high five. Give her a high five. High five. What? Hold tight. She's holding tight. Hold tight. Do you want me to tow you back to the beach? Yeah. Yeah. Yes? Okay, I gotta back up. I'm gonna back up here. I know. I'm gonna try. We're gonna try, huh? Okay. I can turn bye bye đi. Bye bye, cho bạn đi đi con. Okay. Hay không? Thấy cô hay không? Trời ơi, coi chừng té, trời ơi, coi chừng té, trời ơi. Say bye bye. Bye, have fun. Rồi bà ngồi rồi. Chạy mà mốt mẹ mua cái khay dắt, mày khay dắt con đi nha. Baby, it's make me wanna buy a kayak. Mua cái nhỏ nhỏ mà, đi mua cái nhỏ nhỏ đó là mà hai mẹ con mình đi phải gu rồi. Nói giỡn chứ cần gì mua bữa ăn sớm. No, I know, I just said we're just joking. Cần gì mua hàng sớm để quá trời đấy. Cái gì muốn làm em bé? Cái gì muốn làm em bé nhỏ nhỏ hả? Để làm chi vậy? Để không bự, làm em bé nhỏ nhỏ để không bự. Rồi, có thứ là giang hồ đi kìa. Rồi, rồi nhảy xuống sông luôn, nhảy xuống luôn. Wow, JD, look at the fish. He caught a fish. And about that fish. Mùa hè đi ra gặp người nhiều nên nói tiếng Anh nhiều nè. Đi đâu hả? Đi đâu á? Đi đâu hả Trái? À, nó biết là mấy bạn này là đi lại chỗ này nè, nên bây giờ nó lại theo nè. Yeah. Did we make it? I know, baby, I'm coming. One second. Is it cold? Có lạnh không? Con hỏi cô có lạnh không? Không, con nói tiếng Anh, nó nói tiếng Việt. Thôi, đừng có sát quần, nó bước xuống à. À mà, mới bước xuống thì không có chơi à. Để cho bạn nó đi lên, bạn đang đi lên kiếm con kìa. Ờ, lên đây đây. Nắm tay bạn, đúng rồi, nắm tay bạn. Hold her hand. Đúng rồi, quá giỏi luôn. Mà ta còn bự hơn bả đó, bà đặt bà nắm tay, bà đưa cho ta lên nữa. Bằng tuổi nhau đó. Bằng tuổi nhau rồi coi tướng kìa. Bướng mặt phần nửa con ta. Trời hồi xưa hai đứa mới gặp nhau ghét nhau lắm, ăn dành đồ chơi biết à. Giờ gặp lần thứ hai, thứ ba này vui nè. Không ai kìa con. Yeah, baby. Hi, baby. What? How long do you want to be out here for? For
a while. You want to go get your pole? Yeah. Yeah, go get your pole, honey. I know. Great. Go get your stuff. Don't forget your hooks, honey. I know how to do it. I don't know that he has any. I asked him. I said, let's go pick up. Bây giờ tới giành đồ chơi hay gì rồi đó. Đừng nói chung là ba nhảy xong với người ta luôn mới thay đồ thì. Hả, kêu con trai cầm này nè. Nó kêu con trai lấy cái này nè, đó. No, she not gonna get in the water because she just did. She gonna stay dry, right, JD? Yeah, đúng rồi, Jay. Ừ, thấy chưa, con thấy chị, con thấy bạn mang giày xuống nước không? Mà mốt con xuống nước con phải mang giày vô nghe chưa? Không, sao mẹ nói đã, con gật đầu giờ con không? Ngồi xuống đó đi, Jay. Chay là bây giờ không có xuống nữa, chay là bây giờ chay khô rồi. Anh đi lâu rồi, anh đi đâu mất tiêu rồi. Cái chỗ này anh ngồi đi đâu mất tiêu rồi. Anh ngồi sao? Anh đi lấy đồ hả? À? Anh đi lấy đồ là phải để ngón tay ra nhúng cái là đồ mới là anh đi lấy đồ ha. Đúng rồi. Anh đi chạy vòng vòng đi lấy đồ, đúng rồi. Đó, bạn muốn cho con cầm cái này nè mà con nói thôi no con nói no smoking. Đó là đúng rồi, nói là no smoking là nói tôi không cần. Mẹ chơi vậy đi. mẹ chơi cũng khùng rồi, tới nước luôn rồi đó. Dạy tiếng Anh con ta nào giờ chưa biết dạy tiếng Anh, dạy kêu không được lấy là nói no smoking. Nhớ chơi nha. 11 phải là no smoking nha. Nhau. Trời ơi. Giờ kéo đi vòng vòng vậy ta. À con kêu chị ngồi xuống hả? Coi chừng trúng chị nha. Be careful, don't hurt her. Con chạy xa ra một chút, đừng có trúng chân chị. Not too close to her, you're gonna hurt her. Rồi, ngồi xuống với chị đi con. Đừng có làm hư ghế của người ta. Chạy tùm lum thế le. Oh, hook. Use your hook. Gì vậy? Nắm tay bạn thì lại đi chơi. À... Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui cả ngày tháng. Gì vậy? Ngồi xuống. Sit down. Cô phải nói bạn là sit down. Ok, đúng rồi, cô phải nói cho con ấy tay ai biết đường. Bạn đâu phải mẹ đâu mà con làm gì mẹ bạn cũng hiểu. Đúng rồi. Trời ơi nhẹ nhẹ thôi. Ok, and then you gonna run around them. Run around the other bucket full. Cái gì nữa? Kìa kìa con tăng đứng dậy. Trời ơi con nó kìa. Đứng dậy đi. Trời ơi nó điều khiển hết hai đứa luôn. Trời ơi con giữ cho nó đi đâu kêu đi đâu là hai đứa nhỏ đi đó. Coi tội nghiệp con ta chưa, con ta nhỏ này 5 tuổi nè. Chứ phải đứa nít nào mà nó điều khiển con ta như một đứa con nít. Rồi nó dẫn con ta ra đứng đó làm gì? À là chơi banh với nó. À nó trời ơi hai đứa đi lụm. Trời tội nghiệp ghê, nhỏ hiền ghê để nhỏ điều khiển hết luôn. Rồi chạy lên chị chơi coi được không? Rồi quýnh lộn, vô. Rồi rớt banh xuống, rồi nước, rồi đứa nào lụm, chạy xuống. Trời ơi, con ta 5 tuổi mà nó mới 2 tuổi rưỡi, nó điều khiển con ta, được không? Chơi nhau đó. Ba đứa nít chơi cũng vui. Thì chỉ có mấy cái ngày cuối. Thôi đừng có xạo quá, đừng có xạo, khóc là không có khóc xạo. Ở nhà nhõng nhẽo quen ra chơi với bạn cái nhõng nhẽo. Cái gì nó làm gì con? Nó làm gì con, nói cho cô nghe coi. Hả? Are you scared? No, I'm scared. Let's beat mom. Nói không hiểu luôn. Nó kêu em bé này kêu là chay thải đi rồi cái nó đánh cái trái đó. Em nó nhỏ nhất đám á. Đó, thấy em cái tướng người ta kìa, 2 tuổi bằng nhau đứng thương không?
bé này đá nó dơ chừng nó đá một cái thôi là bà chay mới té ngửa liền chứ bạn. Mà bà lại mới nắm tay với lôi chân con người ta rồi. Trời ơi làm vậy? Đau đít rồi, thấy chưa? Ai mượn nhảy chi con, nó cái này đâu phải, cái này đâu phải trinh niệm đâu mà con nhảy kiểu đó, cái này là đất mà. Thôi cái của người ta không có lại dành nha. Chơi mà con ta sợ luôn, mà bé tội nghiệp ghê, mặt hiền khô thương ghê, mặt hiền khô tội ghê không. Bà này chứ mặt bá lanh nè, bà này nè đó, rồi bà cũng quay con ta như quay dế chơi, không có chơi vậy. Rồi thôi chạy trở về, trở về. Come back, come back. Too far, too far. Avery, come back. Right now. Ơi, hey, té rồi. Đỡ bạn dậy con, đỡ bạn dậy. Chạy, chạy. Chạy đi, wait for her. Chạy đi, you gotta wait for her. She fell. You're a big girl. Yeah. You're okay. Are you okay? Yeah. Yeah. Okay. Okay. Nó té, nó té xong mà cái bà nó, cái bà đằng kia bà nó không có sao đâu mày, lớn rồi mà có gì đâu khóc. À, rồi hết khóc. Chứ không phải là bà tới bà bứt cỏ đâu nha, bà tới tại vì bà bẫy cỏ làm mày té. Hết hồn. Đó, hôm nay bây giờ hiện tại là cũng chiều tối rồi, bây giờ ngày nào cũng đăng cái video clip trễ cho cô chú là tại vì hả lo đi ham chơi. Nói chung là mẹ con bận rộn quá, bận rộn ngoài ham chơi nữa nên là quay video đăng cho cô chú trễ. Biết là lúc nào ngày nào 7 giờ sáng 6 giờ sáng Việt Nam là cô chú cũng chờ video clip con chay đó, nhưng mà mùa hè á buổi tối nó tới hơi bị lâu á. Nên là chơi ở ngoài hơi nhiều. Mùa đông á thì có thể là nằm ngồi trong nhà không rảnh rỗi quá là làm video đăng. Rồi bắt con ta ngồi xuống ghế nè. Nhẹ nhẹ thôi. Trời ơi. Nó tướng nó nhỏ vậy mà nó thải con tay như búp bê vậy. Dữ. Thôi bây giờ cảm ơn cô chú đã xem cái video clip chay ngày hôm nay nha. Hy vọng là cô chú thích cái video clip này. Bye bye cô chú. Hẹn gặp lại cô chú vào ngày mai. Chay thì giờ chỉ ngồi đây chơi miết vậy thôi đó. Cứ thấy chị chơi từ sáng tới chiều. Bây giờ làm gì con ta? Cái gì vậy? Cái gì vậy?